Xin chào các bạn, dạo này thấy bạn nào cũng muốn nuôi rái cá. Tio rất vui, nhưng chắc nhiều bạn chưa rõ, nuôi rái cá ở Việt Nam là phạm pháp. Vì rái cá là thú quý hiếm tuyệt chủng trong sổ đỏ Việt Nam. Mặc dù nhà nước không cho các bạn nuôi, nhưng họ vẫn để rái cá, cũng như những loài thú quý hiếm khác ở Việt Nam bị bắt bán cho Trung Quốc, bán cho nước ngoài mỗi ngày mà họ cũng không can thiệp được. Đa số toàn do cán bộ Việt Nam phạm pháp không à. Rừng mà còn chặt sạch sẽ để bắt thú cả 100.000 hecta thì còn chỗ nào nữa cho động vật phát triển chứ. Bởi vậy, bây giờ tự mỗi người dân phải biết ý thức thôi, các bạn phải giúp Tiun bảo vệ thú quý hiếm cho Việt Nam thôi, chứ chờ đợi nhà nước cứu động vật là điều bất khả thi, vì chính họ còn bắt bán cơ mà. Tiun khuyến khích những bạn có điều kiện nuôi động vật quý hiếm đừng để săn trộm bán cho Trung Quốc nữa. Những bạn có điều kiện là những bạn có vườn cây, có thiên nhiên, sống gần với môi trường thiên nhiên như vậy đó, thì sẽ có điều kiện cho loài vật đó sinh sống phát triển tốt. Chứ Tiun không có ủng hộ những bạn nuôi thú quý hiếm trong thành phố, trong nhà không có thiên nhiên. Nếu phát hiện bạn nuôi thú trong nhà thì nhà nước sẽ phạt rất nặng luôn đó. Nên á, mình á phải để tiền giải cứu động vật, bảo vệ thiên nhiên, chứ đừng có tạo cơ hội cho người ta làm tiền của mình. Các bạn nhớ nhé. Ví dụ nhà các bạn có đất rộng, các bạn trồng vườn cây, rồi các bạn có thể trồng rừng luôn cũng được, rồi thả rái cá vô trong vườn đó, thì nó đã đang được sống trong thiên nhiên rồi, sẽ không ai có quyền kiếm chuyện bắt phạt bạn phạm pháp vì nuôi rái cá đâu. Bởi vì con rái cá nó đang ở trong thiên nhiên mà. Nhà mà có thiên nhiên thì thiếu gì con nó vô trong nhà của mình. Ví dụ con chim nó cũng vô, con rắn cũng vô, con sóc cũng vô. Bởi vì cây cối nó là môi trường thiên nhiên nên sẽ không ai bắt được mình. Những con vật đó tự nó thiên nhiên nó tự vô nhà của mình, đâu ai kiểm soát được cái phần đó. Nên các bạn phải tập sống với thiên nhiên nếu mà có điều kiện, thì tôi mới giúp các bạn nuôi được. Thấy bé rái cá Titi không? Vui thì nó ở nhà chơi với tôi, buồn thì nó chạy ra rừng nước nó chơi, rồi nó ra sông, nó ra biển gì đó, một tuần hai tuần nó về. Giống như là nó đi lạc 2 tháng trời đem về Sài Gòn, nó đi lạc 2 tháng trời ở quận 9, mà 2 tháng sau thì tìm nó được, nó ở ngoài sông quận 7. Nếu mà mình đã thuần hóa, mình sống hòa đồng với nó rồi, mình hiểu được động vật rồi, mình thấy nó giống như là một người bạn rất là thân thiết với mình. Ví dụ mình đi ra sông mình chơi, mình bị con gì tấn công, thì những con vật mình đã thả ra mình phóng xong, nó sẽ giúp để mình đâu rừng được. Những con vật của mình đã từng thả ra là nó đều nhớ công ơn của mình, nó sẽ bảo vệ mình, nó che chở cho mình ở trong rừng như vậy đó. Mình giống như là tặc săn vậy đó. Người cá hứa sẽ giữ lời, giải cứu thú quý hiếm, giúp cho những bạn có điều kiện sống với thiên nhiên, bảo vệ được động vật. Nhớ nè, tiền bạc kiếm dễ chứ động vật quý hiếm khó tìm. Giống như tương lai rái cá mà tuyệt chủng thì dù có 1 triệu đô la cũng không thể mua được ấy chứ.